Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, hai ngày qua, hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, mưa lớn đã chia cắt tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc trong gần một tuần và làm ít nhất 40 người thiệt mạng. Cùng ngày, cơ quan thời tiết tỉnh Hà Nam đã nâng cảnh báo bão cho 4 thành phố ở phía bắc tỉnh này, gồm Shijiazhuang, Anyang, Hebi và Yaoyu, lên màu đỏ, cấp cao nhất trong 4 cấp của hệ thống cảnh báo thời tiết theo màu. Tân Hương, một thành phố nhỏ ở phía bắc Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, đã ghi nhận lượng mưa 862mm từ 3 ngày nay, phá vỡ các kỷ lục trước đó. 7 hồ chứa cỡ vừa trong thành phố đã tràn, ảnh hưởng đến nhiều ngôi làng và thị trấn lân cận. Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đưa tin, tính đến cuối ngày 13 tháng 9, hơn 470.000 người và hơn 55.000 hecta hoa màu đã bị ảnh hưởng bởi trận mưa như chút nước ở Tân Hương. Chính quyền địa phương đã triển khai một đội tìm kiếm và cứu hộ gồm hơn 76.000 người. Trước tình hình tàu điện ngầm ở Trịnh Châu bị ngập lụt gây chết người, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền địa phương ngay lập tức cải thiện các biện pháp kiểm soát lũ lụt trong giao thông đô thị và ứng phó khẩn cấp. Ngoài ra, nhiều thành phố bị ngập lụt và mùa màng bị phá hủy khi thời tiết khắc nghiệt lan rộng về phía Bắc Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 1,22 tỷ nhân dân tệ, tương đương 189 triệu đô la Mỹ. Khi bão di chuyển về phía Bắc Trung Quốc trong ngày 14 tháng 9, hơn 73.000 người đang được sơ tán khỏi thành phố Anyang. Trên biên giới Hà Nam với tỉnh Hà Bắc, thành phố ngập trong bùn lầy do lượng mưa hơn 670mm kể từ mấy ngày nay. Hai người đã thiệt mạng ở tỉnh Hà Bắc khi một cơn lốc xoáy tấn công thành phố Bảo Định ngày 13 tháng 9. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã ngày 14 tháng 9 đưa tin bão số 7 đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc với sức gió cực mạnh lên tới 38m/giây, gió giật trên cấp 13 ở vùng gần tâm bão và sóng biển cao từ 5-7m. Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão số 7 đã ập đến bờ biển Phổ Đà ở thành phố Chusan, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 9. Bão kéo theo sức gió cực mạnh lên tới 38m/giây, 136,8 km/giờ. Tại tâm bão, sức gió được xếp vào cấp 13 cộng. Cấp gió bão cực mạnh theo thang gió Beaufort. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão số 7 đang di chuyển nhanh hơn dự kiến và đổ bộ các khu vực ven biển ở Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang và Khải Đông, tỉnh Giang Tô trong chiều ngày 14 tháng 9. Tính đến sáng ngày 14 tháng 9, các tỉnh Thượng Hải, Chiết Giang và Giang Tô, miền đông Trung Quốc đã ban bố khoảng 200 cảnh báo về thiên tai khí tượng. Trong đó, tính đến 8 giờ sáng ngày 14 tháng 9, chỉ riêng ở Chiết Giang, nơi đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão, 132 cảnh báo được ban hành. Ở Thượng Hải, Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia đã duy trì cảnh báo kép màu đỏ đối với chiều cường và sóng vào sáng ngày 14 tháng 9 và cảnh báo màu đỏ đối với chiều cường ở khu vực Vịnh Hàng Châu ở Chiết Giang. Trước đó, cảng Dương Sơn ở Thượng Hải đã sơ tán hàng trăm tàu thuyền. Giám đốc Cục Khí tượng Thượng Hải Uru cho biết, theo dự báo, thời gian mưa lớn nhất ở Thượng Hải xảy ra từ chiều ngày 14 tháng 9 đến sáng ngày 15 tháng 9 với lượng mưa trung bình đạt mức bão nhiệt đới. Lượng mưa tích lũy sẽ đạt từ 150 đến 200 mm, thậm chí một số khu vực lên đến 250 đến 350 mm. Lượng mưa tối đa hàng giờ dự kiến đạt 40 đến 60 mm, một số khu vực lên đến 80 mm. Bão gây ảnh hưởng lớn khiến các công viên giải trí ở Thượng Hải bao gồm Shanghai Disney Resort, Shanghai Happy Valley và Shanghai Hai Trang Ocean Park phải tạm thời đóng cửa trong ngày 14 tháng 9. Theo các nhà chức trách, sự an toàn của người dân địa phương được ưu tiên hàng đầu trong công tác kiểm soát lũ lụt. Do gió mạnh và những con sóng khổng lồ cao từ 5-7m, nước biển đã tràn vào nhiều khu vực ở Ninh Ba và Chusan vào tối ngày 13 tháng 9. Người dân địa phương đã xây dựng các pháo đài bằng bao cát để ngăn chặn. Cơ quan quản lý khẩn cấp Chiết Giang hối thúc triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống lũ lụt, đóng cửa các trường học, cơ sở sản xuất, chợ và giao thông đường bộ ở địa phương. Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang Wang Jiagun nhấn mạnh đảm bảo sự an toàn cho người dân là nhiệm vụ quan trọng nhất và mục tiêu là không ai thiệt mạng, đồng thời hạn chế số người bị thương và thiệt hại kinh tế.
Theo dự báo, bão số 7 đổ bộ Chiết Giang vào chiều ngày 14 tháng 9, sớm hơn dự đoán trước đó, nên thành phố đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp bao gồm đình chỉ hoạt động của hàng không và đường sắt, cũng như hạn chế tốc độ tàu điện ngầm ở các thành phố ven biển. Cùng ngày, ít nhất 8 sân bay ở Thượng Hải và Chiết Giang đã hủy tất cả các chuyến bay. Khi bão số 7 mạnh lên, cơ quan quản lý đường sắt đã quyết định dừng tất cả hoạt động đường sắt trên một số đoạn ở đồng bằng sông Dương Tử từ ngày 14 tháng 9 đến 3 ngày tới. Đồng thời, các tuyến tàu điện ngầm số 5 và 16 và tuyến tàu điện ngầm Thượng Hải đều buộc phải dừng hoạt động, trong khi các tuyến khác chỉ tạm dừng một phần. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 9, Reuters đưa tin 12 người thiệt mạng và 429 người bị thương do hai cơn lốc xoáy càn quét thành phố Vũ Hán và thị trấn Shangye ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, 8 người thiệt mạng và 280 người bị thương do lốc xoáy đổ bộ quận Kadian vào lúc 20 giờ 39 phút theo giờ địa phương ngày 13 tháng 9. Cơn lốc này đã làm sập và phá hủy hàng trăm ngôi nhà, hai chiếc cần cầu và 8.000m2 nhà kho của các công trình xây dựng. Chia sẻ trên Weibo, một người sống tại Vũ Hán cho biết: "Tôi lớn lên tại Vũ Hán và chưa từng chứng kiến cơn lốc xoáy nào như thế này. Thời tiết gần đây quá khắc nghiệt." Tại thị trấn Shangye, tỉnh Giang Tô, sau khi cơn lốc xoáy ập đến vào khoảng 19 giờ cùng ngày, có 4 người thiệt mạng và 149 người bị thương. Theo lực lượng cứu hỏa, trận gió còn làm hư hại các cơ sở điện lực và sập nhiều nhà máy. Được biết, tỉnh Giang Tô thường có lốc xoáy vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè. Thành phố Thượng Hải, trung tâm thương mại của Trung Quốc, cũng là nơi chịu ảnh hưởng của nhiều cơn dông mạnh nên giới chức đã ban bố cảnh báo cho người dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết Quốc gia, có thêm nhiều cơn bão lớn tại Thượng Hải và các khu vực khác của đồng bằng sông Dương Tử vào cuối ngày 14 tháng 9. Cuối tháng 4, một nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến quốc gia này sẽ phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt hơn và rủi ro về thảm họa như nắng nóng và lũ lụt sẽ tăng lên trong những năm tới. Hãng tin Reuters vừa qua cũng đưa tin Đài Loan Trung Quốc thông báo sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc hạn chế sử dụng nước từ đầu tháng tại các trung tâm sản xuất chip ở thành phố Tân Trúc và Đài Trung nếu không có mưa lớn sau đó. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hòn đảo này đang hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng. Đánh giá đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử đảo Đài Loan. Cơ quan Kinh tế Đài Loan cho biết nếu không có mưa, mức báo động hạn hán sẽ tăng lên cấp cao nhất. Do đó, các công ty ở hai trung tâm trên phải cắt giảm khoảng 17% lượng nước sử dụng. Theo cơ quan này, cần kiểm soát chặt chẽ hơn biện pháp hạn chế sử dụng nước để phản ứng trước khi xảy ra kịch bản lượng mưa từ mùa mưa diễn ra cuối mùa xuân ít hơn kỳ vọng. Mực nước tại các hồ chứa nước ở miền Nam và Trung Đài Loan đang dưới mức 5% so với công suất. Để tăng nguồn cung nước, Đài Loan phải sử dụng tới khoảng 160 giếng nước và các nhà máy khử mặn nước biển. Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, nhà sản xuất chip có hợp đồng lớn nhất thế giới, có các nhà máy ở cả thành phố Tân Trúc và Đài Trung. Trao đổi với Reuters, TSMC cho biết hiện nay công ty không ghi nhận tác động nào đối với sản xuất và sẽ tiếp tục cắt giảm lượng nước sử dụng. Một nhà sản xuất chip lớn khác của Đài Loan UMC cũng cho biết đơn vị này đã triển khai nhiều biện pháp tiết kiệm nước. Các công ty công nghệ của Đài Loan từ lâu đã phàn nàn về tình trạng siết chặt việc hạn chế sử dụng nước. Tình trạng hạn hán cũng là nguyên nhân làm gia tăng nhiều vấn đề cho công tác quản lý điện, dẫn tới hai vụ mất điện trên diện rộng gần đây chỉ trong vòng một tuần. Hạn hán đồng nghĩa với việc điện sản xuất từ nhà máy thủy điện không đủ. Vào năm ngoái, không có cơn bão nào tấn công trực tiếp Đài Loan và điều này đồng nghĩa rằng hòn đảo này có ít mưa hơn. Hơn nữa, lượng mưa tại Đài Loan năm nay cũng thấp đáng kể. Thưa quý vị, cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào một địa điểm trong khu vực tính từ tỉnh Quảng Đông, miền Bắc Trung Quốc đến tỉnh Phúc Kiến, miền Nam. Ngày 14 tháng 9, nhà chức trách tại khu vực Đông Nam Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các tàu cá và ngư dân quay về bờ trước khi bão số 8, cơn bão thứ 17 trong năm nay, tràn vào khu vực này. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão số 8 sẽ đổ bộ vào một địa điểm trong khu vực tính từ tỉnh Quảng Đông, miền Bắc Trung Quốc đến tỉnh Phúc Kiến, miền Nam nước này vào sáng ngày 15 tháng 9. Bão số 8 đã ở cách thành phố Hạ Môn 850 km về phía đông nam với sức gió lên tới 166 km/h và di chuyển với vận tốc 20 km/h. Dự báo bão sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến các khu vực trên. Tại tỉnh Phúc Kiến, một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 400 mm trong 2 ngày tới.
Cơ quan giảm thiểu hạn hán và lũ lụt quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 vào ngày 13 tháng 9, đồng thời cử các nhóm làm việc đến các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tây và Hồ Nam nhằm chuẩn bị cho công tác cứu hộ. Trước đó, nhà chức trách Đài Loan, Trung Quốc đã cho sơ tán hàng nghìn du khách khỏi các đảo ở xa và dựng gần 100 điểm trú bão trên khắp vùng lãnh thổ để chuẩn bị ứng phó với bão số 8, cơn bão thứ 3 đổ bộ vào vùng lãnh thổ này trong 2 tuần qua. Hơn 35.000 binh sĩ được huy động sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, thiên tai. Dự báo, bão số 8 có thể gây mưa lớn với lượng mưa lên tới 900mm và làm tăng nguy cơ lở đất tại các khu vực miền núi ở huyện Jilan và Hualien ở đông bắc Đài Loan. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!